Ủa? Chú kéo đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay tới bao nhiêu? Lắp con ếch. Con ếch màu vàng. Liên, tôi quyết định là buổi sau tôi quay mày ăn cơm 2 tiếng nha Liên. Tôi quên cách cắt con ớt rồi nè. Tôi cảm thấy con ớt của tôi nó có gì sai sai mà. Đây con ớt nha mọi người. Thấy nó búng không? Chân sau của nó hơi bị quỳ. Đây.